Trời ơi, làm gì đâu sợ. Uống thuốc liều mới dám test xe à? Anh em chờ Vinh mãi đỉnh nha. À, em dặm cái phần đít này lại cho mình nha. Đây bên này. Nói chung là nếu mà dặm lại phải dặm đều luôn nguyên cục hết, chứ không có dặm đốm đốm được. Dặm đốm đốm là vì sau này á, cái cũ cái mới em dặm là em dặm nguyên cục hết nha. Chào em, Kim Thông Mến chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với kênh Kim Moon Cơ Giới VN nha. Chờ trên cái video ngày hôm nay này em thông báo đến toàn thể cô chú anh chị, sản phẩm Kubota U50-5 mà em test ngày hôm qua đã được khách ở dưới Trà Vinh đến tận kho và chốt rồi. Vậy anh chị nào mà đang quan tâm tới sản phẩm này thì thông cảm giúp em Kim sang qua xem em này giùm em nha. Em này thì em chưa có test, giá thì bằng nhau 30 triệu. Cho nên là anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp vào số hotline 0966 340 640 nha. Dạ. Dạ. Anh thấy đi ra ngoài thì em cũng nói chuyện nhanh như vậy thôi à. Dạ, nhiều người ta tưởng đâu là em tua không ạ. Hôm qua mới thử xe đó, thử xe luôn vậy hả? Anh kia nãy anh mới ghẹo kìa, nó nói xe của tôi mà bà thử tôi nhót ruột nhót gan. Rồi. Đi không? Đây gần chúng tao mà. Dạ rồi, ok, cảm ơn mấy anh nha. Một vài ngày nữa em bảo dưỡng xong là em bàn giao ngay. Dạ.